Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý khán giả vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý vị thân mến, theo dân gian, tháng 7 âm lịch là lúc quỷ môn quan được mở ra, âm khí có thế tràn lên dương gian. Cũng chính vì vậy nên vào buổi tối của tất cả các ngày trong tháng, con người cần phải kiêng kỵ rất nhiều điều để tránh rước sát khí vào nhà. Theo đó, các chuyên gia phong thủy cảnh báo cần phải tuyệt đối không làm một số việc sau đây, kẻo rước họa vào thân, tiền bạc tiêu tán, xui xẻo bùa vây. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Theo truyền thuyết từ thế giới tâm linh thì vào nửa đêm ngày này, nếu tới những địa điểm hoang vu hiu quạnh sẽ nhìn thấy cảnh tượng hàng trăm linh hồn đi trên một cây cầu hướng về phía dân gian. Có một linh hồn cầm đèn lồng đỏ dẫn lối. Vì vậy, vào ban đêm của tháng 7 âm lịch, chớ nên ra khỏi nhà. Đồng thời, cần nên kiêng kỵ những điều sau để biến hung thành cát, vạn sự an khang. Thứ nhất, không đi chơi đêm và réo gọi tên nhau. Dân gian cho rằng đêm tối là bạn đồng hành của ma quỷ. Càng tối muộn, âm khí càng mạnh, dương khí càng yếu, con người yếu đuối dễ bị bắt mất hồn. Vì thế nên hạn chế đi chơi quá khuya. Bên cạnh đó, theo quan điểm dân gian, những người khi đi chơi đêm không được réo gọi tên nhau. Nếu không, ma quỷ sẽ ghi nhớ tên người được gọi, có thể gọi bạn đi theo về cõi âm. Trên thực tế, đi trên đường lúc nửa đêm đã đủ sợ rồi, nên bất ngờ nghe ai đó gọi tên sẽ khiến bạn sợ hãi tới hồn bay phách lạc. Đặc biệt khi đi qua những nơi vắng vẻ hoặc đi một mình vào ban đêm trong tháng cô hồn, bạn không quay đầu nhìn lại ngay khi nghe ai đó gọi tên hoặc có cảm giác hình như có người đang đi theo mình, vì đó có thể là do ma quỷ trêu chọc. Tuy nhiên, nếu ai đó gọi tên thì theo phản xạ bình thường, bạn sẽ sững sờ một lúc rồi mới quay đầu nhìn lại xem đó là ai. Đây có thể coi là một cơ chế bảo vệ tự nhiên của con người. Thứ hai, không đi tắm vào buổi đêm khuya. Tương tự, không nên đi tắm vào buổi đêm. Điều này sẽ mang lại rất nhiều phiền toái, vừa không tốt cho sức khỏe, lại dễ dẫn dụ vong theo. Lúc này, các vong linh rất thích chơi trò kéo chân bạn, nguy cơ tử vong là rất lớn. Thứ ba, không huýt sáo gọi tên nhau vào buổi tối. Buổi tối huýt sáo sẽ dễ dẫn dụ các vong linh bởi các vong linh rất thính tiếng sáo. Thứ tư, vấn đề liên quan đến vàng mã. Một trong những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn chính là việc tùy tiện đốt vàng mã. Tháng cô hồn cũng là tháng của quỷ đói, chúng thiếu thốn mọi thứ nên luôn lang thang khắp nơi. Hành động đốt tiền vàng là hành động gửi tiền vàng và đồ dùng cho các vong linh. Bởi vậy, càng đốt nhiều tiền vàng thì vong linh tới càng nhiều, gây ảnh hưởng đến cuộc sống vận hạn của bạn. Thứ năm, kiêng không nên cắt tóc. Tại một số địa phương, mái tóc sẽ tượng trưng cho tài lộc. Vì thế, nhiều người kiêng cắt tóc trong các ngày mùng 1 âm lịch, đặc biệt là tháng cô hồn. Kiêng cắt tóc để tránh việc cho tài lộc của cả tháng bị đứt đoạn, thất thoát tài sản, gây khó khăn cho cuộc sống của người cắt tóc. Bên cạnh đó, một số người kiêng nhổ lông chân trong tháng cô hồn. Theo quan niệm dân gian, một sợi lông chân quản ba con quỷ, nên nếu nhổ lông chân trong tháng cô hồn
thì người đó rất dễ gặp phải chuyện xui xẻo trong cuộc sống. Thứ sáu, không dẫm đạp lên cho bụi tiền vàng. Vàng mã là tế phẩm cho cõi âm. Khi đốt cháy, các vong linh sẽ tụ tập xung quanh để thưởng thập. Nếu bạn nhảy dẫm lên cho của vàng mã thì là xâm phạm với các vong linh. Bạn sẽ không thể tránh khỏi xui xẻo. Thứ bảy, không đứng gần cây đề, cây đa. Dân gian có câu quỷ gốc đa, ma gốc đề, ý muốn nói vào ban đêm dưới gốc cây đa, cây đề hội tụ rất nhiều âm khí, nhất là vào tháng cô hồn. Tốt nhất nên kiêng đứng gần, ngồi nằm hay trốn ở đó để tránh bị ma trêu quỷ hờn. Thứ tám, liên quan đến đồ dùng cá nhân mỗi người. Theo các chuyên gia phong thủy, vào tháng này tuyệt đối không nên phơi quần áo vào ban đêm. Quần áo ướt dễ làm cho sóng điện tích tụ, nơi quần áo ướt chẳng khác nào tạo ra hãm tịch trào quỷ, cạm bẫy. Như vậy, các vong linh sẽ tìm tới bạn để gây rắc rối. Ngoài ra, có quan điểm cho rằng cần kiêng phơi quần áo ban đêm, vì ma quỷ nếu trông thấy có thể sẽ mượn tạm mặc. Khi đó thì sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu chúng ta mặc lại. Thứ 9, không nhặt tiền lẻ rơi trên đường. Không nhặt tiền rơi trong tháng cô hồn, vì đó có thể là tiền người ta cúng dùng để mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nếu nhặt tiền đó, người nhặt sẽ phải hứng chịu những tai họa thay cho người giải tiền. Và cuối cùng là kiêng đổ vỡ. Theo quan niệm, đổ vỡ tượng trưng cho sự chia cắt đứt lìa trong mối quan hệ gia đình, nên nhiều người đặc biệt chú ý tránh làm đánh vỡ chén bát đồ sành sứ trong ngày mùng 1. Ngoài ra, cần tránh việc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, tranh chấp trong ngày mùng 1 tháng cô hồn. Quý vị thân mến, ông cha ta thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Do đó, việc kiêng kỵ này sẽ giúp quý vị giảm họa gặp may, biến hung thành cát. Bên cạnh đó, vào tháng 7 âm lịch, ngoài một số việc không nên làm thì cũng còn có những thứ không nên ăn. Bởi lẽ các món ăn này thường dẫn dắt những linh hồn quỷ đói. Vậy đó là những món ăn nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, cháo trắng. Thông thường, mâm cúng lễ cô hồn nhất định phải có cháo, gạo, muối cho quỷ đói, để chúng không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày của người trên dương gian. Nếu bạn ăn cháo trắng vào tháng cô hồn, ma quỷ sẽ nghĩ bạn đang giành ăn với họ. Vì thế, bạn sẽ bị ma quỷ quấy phá và gặp những điều không may. Thứ hai, không nên ăn mực. Không chỉ tháng cô hồn, người Việt còn kiêng kỵ những món ăn từ mực trong ngày đầu tháng. Người ta cho rằng đầu tháng ăn mực thì cả tháng sẽ đen như mực, gặp đủ mọi chuyện bất trắc xui xẻo. Thứ ba, kiêng thịt vịt. Tuy là món ăn phổ biến cuối tháng để giải đen, nhưng thịt vịt lại bị kiêng cữ trong tháng cô hồn. Người ta cho rằng nếu ăn thịt vịt vào tháng này sẽ gặp phải tình trạng tan đàn xẻ nghé. Vậy nên thay vì thịt vịt, mọi người thường lựa chọn các món từ thịt gà mang ý nghĩa cát tường, gọi đến những điều an lành. Thứ tư, không ăn trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn khá ngon, bổ dưỡng và được nhiều người Việt yêu thích. Tuy nhiên, người miền Bắc và miền Trung sẽ ít ăn trứng vịt lộn vào đầu tháng hoặc đầu năm, vì họ tin rằng ăn trứng vịt lộn vào thời khắc mở đầu của một tháng hay một năm sẽ không mang lại may mắn
mọi việc trái với dự định của mình. Thứ năm, không ăn hoa quả, sầu riêng, cam, lê, chuối. Loại quả đặc sản thơm ngon và giàu dinh dưỡng của các tỉnh Nam Bộ được kiêng khem khá kỹ vào tháng cô hồn. Lý do là bởi hai chữ sầu riêng vốn đã mang hàm nghĩa không tốt, dễ mang đến những phiền muộn tủi hổ. Hơn nữa, mùi của sầu riêng sẽ dẫn dụ vong hồn vào nhà. Chính vì thế cho nên đây là loại quả được xếp vào danh sách các loại quả không nên ăn vào tháng 7 âm lịch. Không chỉ sầu riêng, ba loại quả còn lại là quả cam, lê, chuối cũng bị cho là có những ý nghĩa tiêu cực như quýt làm cam chịu, lê lết, trượt vỏ chuối. Cả ba đều ám chỉ đến những tai họa, điều không may mắn và sự thất bại. Chính vì vậy, tuy được bày nhiều trong mâm ngũ quả cầu phước ngày Tết, nhưng nhiều người vẫn hạn chế ăn các loại quả này trong tháng 7. Thứ 6, tháng 7 cô hồn kiêng ăn cá mè. Ngoài những món ăn trên, nhiều địa phương vùng miền Việt Nam còn kiêng không ăn cá mè. Bởi lẽ, theo các chuyên gia phong thủy cho hay, nguyên nhân chính là do có chữ mè đi với chữ mè nheo nên có thể mang đến rắc rối, điều đen đủi. Hơn nữa, cá mè còn tanh và nhiều xương hơn các loại cá khác nên hạn chế ăn. Thứ 7, tháng cô hồn kiêng ăn thịt chó. Đối với một số người, thịt chó vẫn là món ăn khoái khẩu. Tuy nhiên, người ta thường chỉ ăn thịt chó vào cuối năm hay cuối tháng để giải xui, còn đầu năm đầu tháng sẽ kiêng khem. Nguyên nhân là do dân gian có quan niệm đen như mõm chó, ăn thịt chó sẽ kéo theo vận đen cả tháng. Theo đó, trong tháng 7 cô hồn, người ta cũng quan niệm kiêng ăn thịt chó để tránh xui xẻo. Quý vị thân mến, hy vọng với những chia sẻ ngày hôm nay của Phú Quý Tài Lộc, các bạn có thể biết được những việc tuyệt đối không nên làm và những món ăn cần phải từ bỏ để tránh đi âm khí, xua đuổi điểm xui trong tháng cô hồn. Chúc quý bạn vạn sự như ý, phú quý bình an. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.